rất vui được gặp lại quý chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi chiều tối hôm nay mình đã có mặt tại phường Tân Nông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Ở đây mình có thể mua về kinh doanh buôn bán tất cả các ngành nghề nhé. Mặt tiền rộng ngang 9m và chiều sâu là 26m, thổ cư 100%. Ở đây thuộc mặt tiền đường. Căn nhà này thuộc mặt tiền đường gần ngã tư Chiêu Liêu, gần đường Lê Hồng Phong, gần ngã ba Ông Xã. Quý khách hàng có nhu cầu đang tìm mặt tiền để đầu tư hoặc mua để kinh doanh buôn bán thì liên hệ ngay với em theo số điện thoại 0973 114 255. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà mặt tiền đường ngang 9 sâu 26. Đây là căn nhà mặt tiền em giới thiệu này. Căn nhà có chóp máy thái cao này nhé. Từ đây di chuyển ra chợ rất là gần, di chuyển ra ngã ba Ông Xã nhé. Ở đây đường thông thoáng, kinh doanh buôn bán tất cả các ngành nghề luôn. Bây giờ em sẽ tới gần mặt tiền, quay kỹ hơn để cho quý vị mình cùng xem này. Ngang 9 sâu 26. Một bên là chủ nhà xây một trệt 2 lầu này, căn 2 lầu nhé. Và một bên là đang cho thuê, thuê tháng 10 triệu trên một tháng nhé. Nếu mình qua đường mình sẽ quay cho quý vị mình cùng xem. Đây vào tới trong nhé. Bên đây hiện tại mình đang cho thuê tháng 10 triệu này. Chiều ngang 4,5m, chiều sâu 26m, thổ cư 100% nhé. Ở đây có nhà 2 lầu, chiều ngang 9m và chiều sâu 26m, đường thông thoáng nhé. Đây này, bây giờ mình di chuyển vào trong. Đây, mình nhìn lại bên đây một lần nhé. Đây, nhiều buôn bán cà phê ngọt. Bây giờ mình di chuyển vào trong nhà này. Bên đây là nhà ở này, phòng khách nhé, phòng khách rộng rãi. Chủ nhà xây ngang 4,5m, sâu 26, xây trệt 2 lầu luôn. Bên này là phòng khách nhé. Bây giờ mình di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn. Phía sau mình có nhà vệ sinh nhé, nhà view buôn bán. Bây giờ di chuyển lên trên này. Bên đây mình có phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ nào cũng rộng rãi nhé. Nhà xây ở chắc chắn là kiên cố. Phía bên đây mình có phòng vệ sinh chung ở giữa đây nhé. Đây có phòng vệ sinh chung này, cái máy giặt ở đây. Đây là phòng ngủ thứ hai. Bác nào có nhu cầu về mặt tiền đường kinh doanh buôn bán thì vui lòng liên hệ với số điện thoại của em, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ngã tư Chiêu Liêu, em sẽ dẫn một xem nhé. Lên tới lầu trên. Ở đây mình có sân phơi này. Đây mình có sân phơi đồ ở đây nhé. Sang tới phòng ngủ thứ ba. Đây có phòng vệ sinh riêng cho phòng luôn nhé.
Phía trước mình có phòng thờ và ban công phía trước. Đây phòng thờ. Đây là con đường thông buôn bán trước nhà nhé. Căn nhà ngang 9, sâu 26, tổng là 230m2, đang được chủ nhà kêu với mức giá 11.500.000 đồng. Vẫn còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nhé. Bác nào có nhu cầu đi xem thì vui lòng liên hệ với em. Em sẽ dẫn vào xem căn mặt tiền này. Mặt tiền đường, thông kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé.